trên tour ngoài luôn. Vô con 24 mát này nè, dặn là giọt nè. Mấy con xe cũ anh nha, bỏ ra xe cua nhóc rồi nè. Mình đây là đang rửa máy 99 cho anh trai chuẩn bị gáp luôn nè. Sườn đang sơn nè, con sơ chia đang làm. Anh em cần phụ tùng sửa chữa cái lo liên hệ nha nè. Mình ở 257 Bình Phú, thành phố Bến Tre nha, có ship hàng toàn quốc luôn nha nè. Cảm ơn tất cả anh em các tỉnh đã tin tưởng hộ rất nhiều nha. Nè, con chồng bay trên tour ngoài luôn. Chiều anh đi mà còn hơi á, nó xíu à, nó chín xíu à, căng mắt mẹ gì. Rồi anh em là cần gì cái alo liên hệ mình nha anh em. Tùng Sibor.